Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Tiền thưởng cho sự cố Yukari-chan sẽ được gia hạn thêm một năm. Từ một tiệm Pachikon ở thành phố Ota vào tháng 7 năm 1996. Trong vụ việc Yukari Yokoyam, lúc đó mới 4 tuổi, bị mất tích. Cơ quan cảnh sát quốc gia sẽ gia hạn việc chấp nhận tiền thưởng trả cho những người cung cấp thông tin có đầu mối vững chắc trong một năm. Ngoài việc trưng bày các áp phích mới trên khắp đất nước, cảnh sát tỉnh cũng sẽ phân phát tài liệu giáo dục tại các trung tâm mua sắm và các địa điểm khác để khuyến khích người dân cung cấp thông tin. Theo cảnh sát tỉnh, năm ngoái có 180 thông tin, đến cuối tháng 5 năm nay họ nhận được 46 thông tin, trong đó 80% là thông tin tài liệu tham khảo quan trọng và 10% về Yukari.